Sách Diễm Ca Dẫn Nhập. Đây là một bài thơ. Trước tiên, không nên tìm trong đó những lý luận logic, nhưng hãy để cho nguồn thơ lôi cuốn chúng ta, và ta sẽ thấy hiện ra trước mắt một thế giới thơ mộng trong Kinh Thánh. Sách Diễm Ca gợi nhớ những kinh nghiệm riêng tư của ta và luôn luôn đánh động trái tim ta, bởi đó là chuyện chàng và nàng. Đây là bài thơ đôi lứa gặp nhau, nhưng tác giả để cho cuộc gặp gỡ này diễn ra như trong mơ, để có thể vén bức màn tỏ lộ bí nhiệm ẩn giấu bên trong. Tiếng gọi yêu đương vọng đến từ chân trời xa xăm. Tìm nhau, gặp nhau, ẩn mình, tất cả chỉ mê ly và chân thật, bởi vì đó là cái không không sắc sắc của một mầu nhiệm. Một ai đó khác quyến rũ chúng ta. Đề tựa được rút ra từ đó: Diễm Tình Ca, Diễm Ca. Tiếng Hebrew dùng một trong những dạng so sánh cao nhất. Bài ca tuyệt diệu, tuyệt đỉnh, tuyệt trần. Diễm Ca là thế giới của linh cảm, của cuộc đi tìm đấng duy nhất bên kia mọi tấm màn che. Vả lại, chính đấng duy nhất cũng bị hớp hồn, mãi chạy tìm chàng hoặc nàng mà người đã chọn và cũng coi là duy nhất không thay thế được. Khám phá ra Đức Chúa, vị Thiên Chúa ương ngạnh trong tư cách là chàng. Điều này không phải là chuyện hoàn toàn mới trong Kinh Thánh. Các ngôn sứ đã từng dựa vào kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân của mình mà nói về giao ước giữa Thiên Chúa với dân người. Hơn nữa, các ông đã từng vay mượn ngôn ngữ tình yêu trong thế giới loài người để diễn tả kinh nghiệm của mình về một tương quan đặc tuyển với Thiên Chúa. Tương quan một ngày nào đó sẽ được trao tặng cho toàn thể Israel. Nhưng lúc thả hồn theo giấc mộng yêu đương bay bổng, tác giả Diễm Ca nghiệm lại niềm hy vọng của dân được Chúa chọn. Nàng của Thiên Chúa trước hết là Israel với mảnh đất hứa, và tác giả trông chờ đấng duy nhất sẽ đến với tư cách là vua Messiah của cộng đồng được Chúa chọn. Điều này lý giải tại sao trong Diễm Ca có những so sánh xem ra kỳ lạ, khác với những cặp hôn thê, hôn phu thông thường. Thật ra, đó là những chỗ ám chỉ quá khứ, đền thờ và miền đất của Israel. Nhiều nhà kinh thánh thời nay thấy có những điểm tương đồng giữa Diễm Ca với các bài tình ca cả vùng Trung Đông, nên nghĩ rằng ban đầu Diễm Ca cũng thuộc loại ấy, và rằng chỉ sau này người ta mới nhận ra trong đó một hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho dân người. Giả thuyết này có vẻ hợp lý, nhưng đó chỉ là có vẻ thôi. Đáng tiếc là hiểu như thế thì chỉ còn thấy những cái tầm thường và thiếu mạch lạc, mà chính ở những chỗ ấy ta mới mong nắm được mấu chốt của bài thơ. Vậy phải trở về với cái nhìn của truyền thống xưa. Trong Diễm Ca cũng như sách các ngôn sứ lớn, tuy lối nói khác nhau, chính cái cảm nghiệm về Thiên Chúa tình yêu đã khơi dậy giấc mơ và gợi lên hình bóng con người. Diễm Ca không phải là một bài tình ca ngoài đời được đưa vào Kinh Thánh sau khi được diễn giải theo nghĩa đạo, mà ngay từ lúc khởi đầu, truyền thống Do Thái giáo đã nhận ra đó là một bài tình ca thiên thánh. Việc Thiên Chúa không được nhắc tên là do cố ý, vì đấng duy nhất vừa là tình yêu, vừa là người tình, vượt xa thần của các tôn giáo do đầu óc con người suy tưởng. Tác giả Diễm Ca.
Diễm Ca được giới thiệu như là tác phẩm của vua Salomon. Tác giả như muốn mượn danh vua Salomon cho oai. Như trường hợp vài sách khác trong Kinh Thánh, tác giả là một nhà tu đức và thông thái, một trong những soạn giả các sách giáo huấn của Kinh Thánh. Và chắc chắn ông đã biên soạn Diễm Ca sau thời hồi hương khá lâu, có lẽ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Như ở nhiều nước khác, trong nghi thức hôn lễ tại Israel có một ca khúc tân lang và một ca khúc tân nương. Trong khi chúng ta biết được ít nhiều về các bài tình ca của Ai Cập thì lại không thấy ở Israel lưu giữ lại các bài tình ca dân gian như thế. Tuy nhiên, tác giả của chúng ta đã làm được như các nhà soạn nhạc tên tuổi đã làm, là làm nên tuyệt tác của mình từ những giai điệu dân gian. Chắc chắn ông đã mượn lại những lối diễn tả, có lẽ cả một ít nhạc nền của những tình ca cổ truyền, để nói lên điều mà các ca khúc ấy không nói. Những ngôn từ tác giả Diễm Ca dùng để diễn tả tình yêu Thiên Chúa không thể nào không chiếu sáng tình yêu nhân loại. Diễm Ca trong thế giới Kitô giáo. Trong thế giới Kitô giáo, những người đã trưng thu Diễm Ca là các vị đan sĩ. Tuy đã khước từ tình yêu đôi lứa, nhưng các vị ấy vận dụng rất mạnh dạn lối văn chương hoa nguyệt đầy dẫy ở nhiều đoạn. Các vị nhắm thẳng đến những điều vốn thuộc về một kinh nghiệm thiêng liêng. Ngôn ngữ này giúp các vị cảm nghiệm được rằng mối tương quan tình yêu với đấng duy nhất có thể là chân thật, say đắm, như nung như nấu đến ngần nào. Thật ra, các vị đã trả lại cho dân Chúa bảo vật mình đã chiếm lấy. Vào thế kỷ thứ 7, tại châu Âu, đặc biệt tại Pháp, có những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu xã hội sẽ công nhận tình yêu là tình cảm mà trong những thế kỷ còn man rợ, người ta không biết tới. Bây giờ kinh nghiệm thiêng liêng của một số đan sĩ và ẩn sĩ nổi tiếng đã đủ sức quyết định. Một khi đã qua tay các ông để được duyệt đọc và bình giải, thì Diễm Ca có tác dụng giúp con người nhận thức mầu nhiệm của tình yêu. Các bản tình ca và truyện phong tình thường là thô tục, sẽ lần hồi nhường chỗ cho loại văn chương nhã ái cung đình. Đây sẽ là khởi điểm cho một trào lưu không đảo ngược được nữa, đưa đến việc công nhận giá trị ưu việt của tình yêu vợ chồng trong số các giá trị nhân bản. Đôi khi người ta độc miệng nói rằng tình yêu dứt điểm ở hôn nhân. Ít ra đó là điều mà phim ảnh và truyền hình không ngừng lặp lại. Trong một nền văn hóa suy đồi, trong đó nhiều người chỉ nhận biết thứ tình yêu hứa hẹn, những chuyện hão huyền. Diễm Ca nghiệm ra rằng khao khát tình yêu chân thật là một trong những nỗi thao thức lớn của lòng người, và tình yêu chân thật luôn là ánh sáng tỏa ra từ Thiên Chúa. Và cũng giống như Thiên Chúa, tình yêu thủy chung cho đến chết, và còn hơn thế nữa, tình yêu là vĩnh cửu. Đề sách và lời tựa. Bài ca tuyệt diệu của Salomon. Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng. Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu. Mùi hương anh thơm ngát, tên anh là dầu thơm mang mát tỏa lan. Thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến. Hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước. Quân vương đã dời thiếp vào cung nội. Ngài sẽ là nguồn hoan lạc, vui sướng của chúng em.
ân ái của Ngài chúng em quý hơn rượu, thương yêu Ngài phải lẽ biết bao nhiêu. Bài ca thứ này, các thiếu nữ Jerusalem, da tôi đen nhưng nhan sắc mặn mà như lều Keda, tựa trướng Sanma. Xin đừng để ý đến da tôi rám nắng, mặt trời đã làm cháy da tôi. Đám con trai của mẹ tôi hằng học với tôi, họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho, nhưng vườn nho của tôi lại không canh giữ. Hỡi người yêu, người lòng em yêu dấu, hãy nói em nghe, anh chăn cừu ở đâu? Đàn cừu ấy nghỉ nơi nào vào ban trưa giờ ngọ? Để em đi khỏi lang thang thất thểu bên đàn vật của các bạn anh. Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, nếu quả nàng không biết thì hãy ra đi theo vết chân đàn cừu, mà dẫn dê con của nàng đi ăn quanh các lều mục tử. Hỡi bạn tình của lòng anh ví nàng như con tuấn mã ngậm dây cương xa giá pharaoh. Giữa đôi khuyên má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc, khuyên vàng điểm hạt bạc long lanh. Các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng. Lúc quân vương ngự giữa nội cung, dầu cam tùng của tôi tỏa hương thơm ngát. Người tôi yêu là chùm mộc dược nằm gọn trên ngực tôi. Người tôi yêu là khóm móng rồng trong vườn nho En Gedi. Nàng đẹp quá bạn tình ơi, đẹp quá. Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu. Người yêu hỡi, anh đẹp, anh tuấn tú làm sao? Vườn chúng ta là cánh đồng xanh ngát, rầm nhà chúng ta là gỗ bá hương, và dáng ghép tường là trắc bá diệp. Em là đóa thủy tiên của Sa-rôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng. Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai? Người tôi yêu giữa đoàn trai tráng như cây táo giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mơ ước, và hoa trái của chàng ngọt liệm trong miệng tôi. Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng, đã thắm tôi nhờ sức mạnh tình yêu. Xin cho tôi bánh nho để tôi tìm lại sức, cho tôi táo để tôi được bồi dưỡng, bởi vì tôi đã ốm tương tư. Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi. Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng. Xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu cho đến khi tình yêu ưng thuận. Bài ca thứ hai. Tiếng người tôi yêu vang vẳng đâu đây? Kìa, chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa, chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo: Dậy đi em bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào.
Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn Hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta, và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở, hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng. Vì tiếng em ngọt ngào, và mặt em duyên dáng. Hãy bắt giúp chúng tôi lũ chồn. Lũ chồn con phá vách vườn nho, ngay giữa mùa hoa nở. Người tôi yêu thuộc trọn về tôi, và tôi trọn vẹn thuộc về chàng. Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ. Trước khi ngày tàn và khí trời mát dịu, và trước khi bóng chiều buông xuống, hãy quay về hỏi người yêu của em. Hãy làm linh dương, làm nai nhỏ trên dãy núi Bê Thê. Suốt đêm trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Tôi hỏi họ: các anh có thấy chăng người lòng tôi yêu dấu? Vừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu. Tôi vội níu lấy chàng và chẳng chịu buông ra, cho đến khi đưa vào nhà thân mẫu, tới khuê phòng, người đã cưu mang tôi. Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn, vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu, cho đến khi tình yêu ưng thuận. Bài ca thứ ba. Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây, thơm ngát mùi nhũ hương mộc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Kìa loan giá vua Salomon, vây quanh hộ tống là 60 dũng sĩ, tuyển trong hàng dũng sĩ Israel. Tất cả đều thao phép binh đao, đều rành nghề chinh chiến. Ai ai cũng gươm giáo bên mình, phòng khi gặp hải hùng đêm tối. Vua Salomon đã truyền lấy gỗ Liban, đóng cho vua một cổ kiệu. Cột kiệu bằng bạc, lưng kiệu bằng vàng, mặt kiệu bọc vải điều quý giá, phía trong kiệu dệt gấm thêu hoa, do đôi tay ân cần triều mến của những nàng thiếu nữ Jerusalem. Thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người đội triều thiên. Hoàng Thái Hậu đã đội cho người ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Nàng đẹp quá bạn tình ơi, đẹp quá. Sau tấm mạng the, đôi mắt nàng cặp bồ câu xinh đẹp. Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương, tự trên ngàn ga la át tủa xuống.
răng nàng trắng tựa đàn vật sắp xén lông. Đàn vật vừa lên từ suối tắm, hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi. Môi thắm chỉ hồng, miệng duyên dáng, má đỏ hây hây màu thạch lựu, thấp thoáng sau tấm mạng the. Cổ nàng đẹp như tháp ngà David xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm. Nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên, toàn là của anh hùng dũng sĩ. Bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của nai mẹ gặm cỏ non giữa vườn huệ thắm. Trước khi ngày tàn và khi trời mát dịu, và trước khi bóng chiều buông xuống, ta sẽ đi lên núi mộc dược, đi lên đồi nhũ hương. Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ. Này người yêu anh sắp cưới, hãy cùng anh rời khỏi núi Ly Băng, rời khỏi núi Ly Băng đi xuống, rời đỉnh Amana, rời đỉnh Sơn Nha và Khét Môn, nơi sư tử hùm beo ngự trị. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, trái tim anh em đã chiếm mất rồi. Mắt em chỉ một liếc nhìn thôi, cổ em chỉ một vòng kiềng trang điểm, đã đủ chiếm trọn vẹn trái tim anh. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, ân ái của em dịu ngọt dường nào. Ân ái của em nồng nàn biết mấy, nồng nàn hơn cả rượu. Em ngan ngát hương thơm hơn muôn loài phương thảo. Người yêu sắp cưới của anh ơi, môi em tươm mật ngọt, lưỡi em chan chứa mật ngọt sữa ngon, áo em tỏa hương thơm ngào ngạt tựa hương núi Ly Băng. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng cam tùng, cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống. Gió bất nổi lên đi, gió nam hãy ùa tới, thổi mát giường của tôi cho hương thơm lan tỏa. Người tôi yêu cứ vào giường của chàng mà thưởng thức hoa thơm trái tốt. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, vườn của anh đã vào rồi, đã hái mộc dược, hái cỏ thơm, đã ăn mật, ăn cả tảng mật ngọt, đã uống sữa, uống rượu dành cho anh. Hãy ăn đi, này đôi bạn chí thiết, uống cho say, hỡi những kẻ si tình. Bài ca thứ tư. Tôi ngủ, nhưng lòng tôi chợt thức, có tiếng người tôi yêu gõ cửa. Mở cửa cho anh vào, hỡi em gái, người bạn tình của anh. Hỡi bồ câu, ôi mười phân vẹn mười. Này đầu anh, lớp xương dày đã phủ, và tóc anh, đêm khuya làm đẫm ướt. Em đã cởi xiêm y, lại mặc vào sao được? Em đã rửa chân rồi, lại để lắm hay sao? Người tôi yêu luồn tay qua khe cửa, và lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu. Tôi đứng dậy mở cửa cho người yêu, bàn tay tôi chứa chan mộc dược. Mộc dược đầu ngón tay
nhỏ giọt xuống then cài. Tôi mở cửa cho người tôi yêu, nhưng chàng đã quay đi khuất dạng. Chàng đi rồi, hồn tôi như đã mất. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Tôi mãi gọi chàng, không một tiếng đáp. Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi. Chúng đánh tôi đến mang thương tích. Quân gác đồn cướp cả áo choàng tôi. Này thiếu nữ Jerusalem, tôi gian nài các bạn. Gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì? Xin cho nhắn rằng tôi đang ốm tương tư. Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác? Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác mà cô phải nài van như vậy? Người yêu của tôi, khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng. Đầu chàng khối vàng rồng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh cỏ non, đen huyền chim ô thước. Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa. Đôi má chàng tựa luống hoa thơm như dần phương thảo. Cặp môi chàng là đóa huệ thắm tươi, chứa chan tươm mộc dược. Đôi nắm tay như những trái cầu vàng, giác kim châu bảo thạch. Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối, nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc, dựng trên đế vàng rồng. Tướng mạo chàng tựa núi Li Băng, kiêu hùng như ngàn cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu. Người tôi yêu là như thế, tình quân tôi là như vậy. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, người cô yêu đã đi đâu mất rồi? Này hỡi trang giai nhân tuyệt thế, người cô yêu đã quay gót phương nào để chúng tôi cùng với cô tìm kiếm? Người tôi yêu đã xuống vườn nhà, xuống nơi trồng phương thảo. Chàng để đàn vật ăn trong vườn, còn chàng đi hái huệ. Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn. Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ. Bài ca thứ 5. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa tia xa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Thôi đi, nàng đừng đưa mắt nhìn anh nữa, đôi mắt làm anh choáng váng rồi. Tóc nàng lượn sóng như đàn sơn dương, từ trên miền Galaad tùa xuống. Răng nàng trắng muốt tựa đàn cừu vừa mới tắm đi lên. Hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi. Má đỏ hây hây màu thạch lựu, thấp thoáng sau tấm mạng the. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là
duy nhất. Người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ thấy nàng ngợi khen nàng diễm phúc, hoàng hậu phi tần đều tán tụng. Kìa bà nào xuất hiện như dạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Tôi xuống giường hạnh đào ngắm chồi non thung lũng, xuống xem nho đã đâm chồi, xuống xem hoa lựu nở rồi hay chưa. Đâu ngờ tình đượm say sưa, bước lên xa giá ngọc ngà chúa tôi. Trở lại đi, này cô gái Sulami hỡi. Trở lại đi, cho chúng tôi nhìn ngắm dung nhan nàng. Cô gái Sulami múa nhảy giữa hai bè sướng ca đối đáp. Các bạn nhìn ngắm mà làm chi? Đẹp chừng nào công nương hỡi, gót sen thả nhẹ, đôi hài xinh xinh, lưng ong uốn mềm như chiếc vòng trang sức, bàn tay nghệ sĩ khéo tạc nên. Rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ cạn, bụng em như lúa mì vun lên đầy ắp, hoa huệ bao quanh. Bộ ngực khắc nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của nai mẹ. Cổ em giống như ngọn tháp ngà, đôi mắt như mặt hồ khét bôn bên cạnh cổng thành Bát Rabbim. Mũi em tựa ly băng, ngọn tháp nhìn về hướng Đa Mát. Trên thân mình, đầu em đỉnh núi Các Men, tóc em một dải lụa hồng, bềnh bồng sóng nước, xiềng xích quân vương. Em xinh đẹp biết bao, kiều diễm biết chừng nào. Tình yêu ơi, em làm anh say đắm. Dáng em thân chà là, bộ ngực em trùm quả. Anh nhủ thầm, thân chà là mình sẽ trèo lên, trái thơm ngon mình sẽ tận hưởng. Ước chi bộ ngực em là chùm nho chín mọc, hơi thở em thoang thoảng mùi táo thơm, và miệng em phảng phất men rượu nồng. Rượu nồng thỏa mãn người tôi yêu, êm êm chạy tới tìm đôi môi thiếp ngủ. Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, cho lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn. Này người yêu của em, chúng mình ra cánh đồng anh nhé, rồi ghé thôn làng, đêm nay mình nghỉ lại. Sáng tinh mơ, mình sẽ đến vườn nho, xem nhánh nho đã đâm chồi, nụ nho đã hé mở, và hoa lựu đã nở rồi hay chưa. Bây giờ em sẽ tặng chàng muôn ngàn âu yếm, muôn ngàn yêu thương. Ngải yêu đã tỏa hương ngào ngạt, và trước cửa nhà mình bao quả thơm trái tốt. Từ đầu đến cuối mùa em dành hết cho anh, hỡi người em yêu dấu. Phải chi anh là anh ruột của em, đã được mẹ em nâng niu bú mớm, thì khi mình gặp nhau ngoài đường, em có thể hôn anh, chẳng sợ ai khinh dễ. Em sẽ đưa anh vào nhà mẹ em, và anh sẽ chỉ dạy cho em. Em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng, uống nước thạch lựu vườn nhà em. Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu, đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.
Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn, xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu cho đến khi tình yêu ưng thuận. Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, nép mình vào người yêu. Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo. Chính nơi đây thân mẫu sinh ra nàng. Chính nơi đây nàng đã lọt lòng mẹ. Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiên. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dễ. Phụ trương. Hai Đoạn Thiên. Em gái ta còn bé, ngực em chưa nở. Ta sẽ làm gì cho em ngày người ta nói đến chuyện duyên tình của em? Nếu em là bức tường thành, ta sẽ xây lên đó một vọng lâu bằng bạc. Nếu em là cổng thành, ta sẽ lắp then cài gỗ bá hương. Em đây là bức tường thành, và ngực em như những tháp canh. Nên chi em là nguồn bình an cho chàng. Vua Salomon có một vườn nho tại Ba-an Ha-môn. Vua đã giao vườn đó cho người ta canh giữ. Mỗi người phải thu huê lợi vào cho vua 1000 shekel bạc. Tâu vua Salomon, 1000 shekel là của đức vua, và 200 là của những người canh giữ hoa màu. Còn vườn nho của tôi là của tôi. Em mơn mởn giữa vườn hoa, bạn bè mong đợi thiết tha giọng vàng, cho anh nghe với hỡi nàng. Chạy trốn mau người yêu hỡi, hãy làm linh dương, làm nai nhỏ của em, tung tăng trên núi đồi, cỏ thơm bát ngát. Hãy lắng nghe thanh âm tươi đẹp, và cùng chung xây vườn xanh mai cho mỗi người. Vườn xanh audiobook, sách nói cho mọi người.